chào các bạn, chào mừng các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Xin chào các bạn. Tiếp theo cái hành trình bọn mình đang ở Lai Châu các bạn. Lai Châu thì bọn mình đi qua nhiều suối khoáng. Ví dụ Tây Bắc các bạn nghe đến suối khoáng ở Trạm Tấu Yên Bái các bạn ạ. Và Lai Châu thì cũng có một suối khoáng, và nay thì anh em mình đang đến suối khoáng. Trong đoàn của mình đi hôm nay có Đô và có thêm một bạn gái nữa tên là Nhung các bạn ạ. Bãi châu này ngay cạnh suối khoáng nó đẹp quá. Đẹp quá, bọn mình xuống ghi hình một chút. Đây thì có những em bé đang chăn trâu các bạn. Và bãi này cũng rất là đẹp. Một vòng vừa qua thì bọn mình cũng vừa ban máy các bạn xem. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Và có một cánh đồng như này nữa thì tuyệt vời quá. Nhưng mà hơi nắng các bạn ạ. Nhìn mộng mơ thơ mộng thế này thôi thì bọn mình cũng gọi là gì, thương hoa tiếc ngọc. Bạn để bạn Nhung ở trong cái vị trí dâm hơn. Nay thì bọn mình sẽ di chuyển đến cái vị trí gọi là suối khoáng các bạn nhé. Và sẽ review suối khoáng luôn các bạn ạ. Ở bên này như là huyện nào cũng có một cái suối khoáng ấy. Huyện nào cũng có suối khoáng à? Đúng rồi, huyện nào cũng có cái suối nước nóng. Thế nghe nói bảo là cái suối nước nóng này cái nguồn nước nó to, nó chân này mà, nó đùn ra ấy. Ok, đi xem thôi. Đưa như nào? Đây các bạn, suối khoáng thì sẽ nằm ở một cánh đồng như này. Mình cũng không rõ là đây là cánh đồng gì nữa. Hỏi bạn Nhung xem là bạn có biết tên không? Đây là cánh đồng gì, bản gì em? Bản mé. Đây là cô giáo dạy bơi của anh em bọn mình các bạn. Hôm nay sẽ có trách nhiệm dạy bơi các cháu vào bờ. Dạy anh nhưng mà em chìm thì anh phải vớt đấy nhá. À, dạy phải chìm phải vớt à? Và mình đã hỏi đây là cánh đồng bản mé các bạn, của huyện Than Uyên, Lai Châu. Anh em mình thì sẽ tiến hành đi vào thôi. Một số cảnh flycam trên cao. Các bé đang bơi thì anh bơi ở suối kìa. Rồi đúng như bạn Nhung bạn nói, xa xa thì đằng kia thì có các bé đang bơi ở suối các bạn. À, dòng suối ngày hôm nay nhìn có vẻ là đục ngầu các bạn ạ. Tại vì là mấy nay thì đang mưa các bạn. À, hướng vào suối nước nóng sẽ ở đây các bạn. Suối khoáng bản mé. Kính chào quý khách. Rồi, mấy anh em sẽ đi vào thôi. Vào đây chắc chắn là sẽ phải vé các bạn. Nhưng mà hôm nay có bạn Nhung đi thì bọn mình rất là tự tin. Chắc là... Vé ở đây cũng rẻ thôi, có đắt như ở dưới kia đâu. Giá vé rất bình dân đúng không? Đoán xem bao nhiêu. Lúc nãy thì bạn Nhung đã tiết lộ cho mình rồi các bạn. Giá vé thì 15k. Bơi thoải mái. Bơi từ sáng đến đêm luôn. Bơi sáng đến đêm luôn. Vâng. Rồi, ok. Đi vào thôi. Cảnh quá đẹp các bạn. Mây trắng nắng vàng. Thêm một bạn nữa. Hôm nay là chúng ta có nàng tiên cá. Em Nhung màu đen. Sao có cái bản người Thái kìa, tay trời cam đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ có nàng tiên cá Nhung. Và trong vai trò cô giáo dạy bơi. Cô chìm thì các bạn đừng. Nhưng mà bể này có sâu không? Không sâu. Qua đầu không? Tầm mét bảy mấy thôi. Ủa mét bảy mấy? Anh có mét bảy mấy cơ? Tiếng anh Kiến lên thì... Ủa mấy mấy? Mấy mấy? Anh Đô là chìm, của anh khác thì chắc là nổi lên. Mấy 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 là chìm đấy em ơi. Chìm đấy. Đi vào đi. Đi vào đi, là... đi vào đi các em ơi. Để xem lượng nhé. Đây là toàn cảnh khu suối khoáng bản mé các bạn. Khá là đông người luôn, và suối khoáng thì chảy ở đâu? Dòng nước ở đâu các bạn? Câu trả lời ngay đây. Đó chính là cái bể trước mặt mà hiện tại là người ta đang che tôn lên rồi các bạn ạ. Mà có một mạch ở dưới đấy lên. Mình sẽ ra đằng trước đi để quay lại các bạn xem cái nguồn nước. Hôm nay khá là đông. Mấy anh em của mình đi giờ này, mặc dù đi rất sớm các bạn nhé. Giờ này 3 giờ chiều mà các bé. Hôm nay ngày thứ 6 các bạn. Các bé thì nghỉ hè nên đi bơi khá là đông. Đây chính là hệ thống nước các bạn. Khoáng thì mạch nước thì sẽ ở dưới cuối, ở đáy cái bể này các bạn. Và nước lên như thế này chảy ra bể. Bể bên này sẽ là của trẻ con các bạn. Còn mình sẽ sang thay quần áo và xuống cái bể đằng kia đi. Hướng này.
là chói các bạn. Đây các bạn, bể đây. Sẽ trèo lên cái và nhảy các bạn. Mình đang ghi hình bằng thiết bị GoPro nên là sẽ không được tròn vành cho tiếng các bạn. Không biết hả không? Chú ơi, cây chú là gì anh không đăng ký đâu. Nhảy xuống có sao không à? Không chết được không ạ? Không chết được à? Đánh chú là kênh Giàng A Pháo. Kênh Giàng A Pháo. Kênh Giàng Giàng A Pháo. Cái gốc vừa rồi không? Chỗ này sâu bao nhiêu mét à? Đồng chí ơi, bán ơi. Chỗ này bao nhiêu mét? Bao nhiêu mét chỗ này, chỗ này bao nhiêu mét em ơi? Mét 7 à? Nhảy dưới trên này xuống cũng không chết được đúng không? 6m9. Thì 1m2. Ồ! 6m2. Ở đây ngồi đang nhìn bây giờ nhảy xuống đây cũng nguy hiểm quá. Mình xuống từ từ đi. Này thì mày chết trước rồi đi. Lấy bỏ cái người mày. Thôi, mình từ bỏ. Trông nó để đồ quay, cầm thiết bị vừa quay vừa nhảy xuống nguy hiểm lắm. Lũ bạn 10. Để gã cái răng ấy. Ai đồ mày được lên về lóc rồi à? Ôi sâu thật. Thằng này chạy áo chạy được lên về lóc. Từ từ áo tao đổi. Thằng hung tao tung đâu ấy? Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Mày mày thằng đâu? Đây em nào. Chết rồi. Xuống đây nào. Sâu 1m7 đấy các bạn. Sâu quá. Mấy ông tướng này đây mấy ông tướng này. Chỉ đi Vin gần đây gần bờ thôi. À mi nha các bạn. Sâu quá, nói chung là phải nhờ bạn Nhung bạn ấy dạy rồi các bạn. Không biết bơi. Anh chờ bạn đồ bạn ấy xuống đây. Now.
Đây. Để Nhung bơi về đây nha các bạn nhé. Thầy em ơi. Ủa, cái ở đâu đây? Anh có đứng ở chỗ này không? Không á. Không á. Chắc mét 7 mấy thôi. Mét 7 ấy. Đang phải dùng cả lồng ngực để nổi cho mặt nước. Chưa nào ra đây bơi à? Em thỉnh thoảng đam mê. Khi tập thể hình xong là em với cô giáo hay ra đây bơi. À, ra đây. Nhưng mà tầm 6 rưỡi ra thì bể người là bao bể luôn á. Bây giờ hơi đông. Xuống làm vài vòng đi anh. Mệt. Hơi nắng nhá. Now.
Rồi đây các bạn, mình tập đi xuống bơi một chút. Giờ thì đã lên tắm lại và thay quần áo hết rồi. Một cái video mà mình sẽ quay lại một chút, một vòng 360 độ quanh cái hồ bể bơi này các bạn nhé. Bể bơi tại Bản Mé các bạn ạ, An Nguyên. Và có lẽ là cũng sẽ kết thúc video tại đây các bạn. Một vòng, các bạn xem hình dung ra vị trí của bể bơi. Hơi chói các bạn ạ. Ok, thì mình ra với bạn Nhung đi nhá. Sau này mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Có thằng em ở trong túi của Nhung ấy. Mấy anh em xong, như trưa là đi tắm. Như trưa là cuộc bơi nào đúng không? Ok. Rất là cảm ơn Nhung, hôm nay là cô giáo dạy bơi. Tuy nhiên là học sinh đô thì đã bơi giỏi hơn cô giáo. Bơi rất tốt đúng không ạ? À, có ăn xúc xích không em? Làm thịt xúc xích đi. Không em, chán rồi. Ăn một tí, ăn hai cái xúc xích cho đỡ đói. Chán rồi. Đâu xúc xích đâu? Đấy, đi kia đây này. Đồ đã mất áo, không đi bơi. Mất áo đâu? Anh cất cho mà. Thế á? Anh cất cho. Hay là em giấu? Không, đi. Em nhặt được thì cho anh xin. Hay là em để... Hay để em để làm tin trong nhà. Thấy không? Em để làm tin trong nhà đúng không? Không, em không còn lưu luyến gì anh đâu. Không lưu luyến gì nữa à? Đi làm tí xúc xích không? Về đây em ơi. Xúc xích rán các bạn ạ. Tuy nhiên thì bọn mình không kiên nhẫn để chờ nữa. Sẽ lựa chọn phương án là về thôi. Bạn Nhung cũng đang sốt ruột. Bạn Nhung về đi làm đúng không? Bạn Nhung về cũng đi làm. Bây giờ làm à? Làm hiện tại là đang là tổng đại viên của một công ty lớn. Công ty gì? Tập tập đoàn lớn là gì nữa? Bạn này đang là tổng đại viên trực trả lời điện thoại các bạn ạ. Thế nên là bọn mình cũng về để kịp giờ bạn đi làm. Bọn mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh. Đón chờ hành trình này của mình nhá. Những video các bạn ạ. Hành trình này bọn mình nghe chừng là sẽ rất là dài ngày. Một cuộc đi dài ấy. Cuộc đi dài. Em cầm một hộ cho anh. Nặng thế nhỉ?